của bạn Long Nguyễn này. Khi có người kêu mình góp vốn thì việc đầu tiên cần làm của mình là gì? Rồi, thì ở đây thực ra cái câu hỏi này nó cũng chưa cụ thể. Đây kinh nghiệm cho một số anh em đặt câu hỏi rất cụ thể. Công ty mình làm được bao nhiêu năm rồi, có bao nhiêu người, vốn bao nhiêu tiền, góp là góp dự án gì, kinh doanh ngành nghề gì, số tiền góp vào bao nhiêu. Còn nếu mà hỏi chung chung ấy thì đôi khi là tương đối là khó trả lời. Thế nhưng mà đây là một vài gợi ý này. Đầu tiên là cái hình thức góp vốn của bạn là gì? Đấy, là bán cổ phần hay là vay? Đấy. Hay đầu tư vào công ty hay là chỉ đầu tư vào dự án của công ty thôi? Tôi ví dụ công ty của bạn là công ty tên là XYZ. Thế thì ví dụ người ta mua 10% cổ phần của công ty XYZ, được chưa? Hay là công ty XYZ lập ra một dự án, ví dụ bán khẩu trang, và cái nhà đầu tư đó đầu tư vào cái dự án bán khẩu trang thôi, chứ không phải đầu tư vào công ty. Thì câu hỏi số 1 ở đây dành cho một số bạn là đầu tư vào công ty hay là đầu tư vào dự án, được chưa? Đấy là câu hỏi số 1 nhé. Rồi, nếu đầu tư vào công ty thì nó sẽ đến cái câu chuyện thứ hai là bạn sẽ phải định giá công ty. Rồi, định giá công ty. Thế định giá công ty thế nào? Thế thì tôi ví dụ như là nó có nhiều kiểu định giá công ty. Nhưng về cơ bản thì ví dụ một số phương pháp, ví dụ như là một bạn nói là công ty em khởi nghiệp. Thế thì năm ngoái, từ bọn em khởi nghiệp từ năm ngoái. Thế thì bây giờ công ty em đề nghị là cái giá công ty em là 5 triệu đô. Thế nhà đầu tư người ta mới hỏi là sao vừa mới thành lập năm ngoái mà bây giờ đã đòi 5 triệu đô rồi. 5 triệu đô là hơn 100 tỷ đấy, công ty khởi nghiệp công nghệ, sao lại đòi 5 triệu đô? Thì bạn này bạn bảo thì cái công ty của em sau một thời gian hơn 1 năm vận hành thì cũng có doanh thu này. Cái thứ hai là cũng có khoảng vài chục nghìn khách hàng này. Thế rồi là có một cái công ty ở bên Trung Quốc ấy, mà quy mô nó lớn gấp khoảng độ 10 lần em ấy, thì bây giờ nó đã giá trị công ty của nó là hơn 100 triệu đô la rồi. Thế thì bây giờ cái công ty của em đáng nhẽ là bằng 1 phần 10 nó. Thế thì cũng phải tầm 10 triệu đô. Nhưng mà thôi thì em định giá 5 triệu đô thôi. Thế thì cái cách định giá như thế gọi là tương đối, và sử dụng cái phương pháp ở đây là phương pháp so sánh. Đấy, tức là những cái công ty khác ở trên thị trường thì giá trị bao nhiêu, và công ty của mình thì giá trị bao nhiêu. Thế có những phương pháp định giá khác. Tôi ví dụ như là một bạn ấy mở công ty. Thế từ hồi đến giờ bạn đầu tư, bạn mở một cái quán ăn nhà hàng, thì bạn ấy đầu tư là 3 tỷ đồng. Thế thì quán ăn ấy đang vận hành có lãi có lời. Thế và có nhà đầu tư đến bảo tôi muốn mua lại cả cái quán ăn nhà hàng của bạn. Cái quán ăn này thì bây giờ mỗi tháng lãi được khoảng độ 50 triệu. Đấy. Thế thì bạn này bạn bảo thế thì em ok thì em chuyển nhượng. Thế nếu mà anh trả cho em 5 tỷ, ngày xưa em làm hết 3 tỷ, bây giờ anh trả cho em 5 tỷ thì em bán. Thì bạn ấy đôi khi là bạn mới biết là định giá bằng phương pháp đấy, gọi là phương pháp chi phí. Tức là ngày xưa thì mình làm hết 10 đồng, bây giờ mình bán 20 đồng. Đấy. Hay là mình 10 đồng mình bán 15 đồng. Thì đấy gọi phương pháp chi phí. Thì bất động sản cũng thế. Ở đây tôi nói thêm câu chuyện về bất động sản là nhiều người sai lầm là chỉ định giá bằng phương pháp chi phí. Tức là ví dụ bạn mua một cái tài sản 10 đồng thì bạn bán 13 đồng thì bạn đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Ví dụ mua 10 tỷ bạn bán 13 tỷ thì bạn bảo ok thế là được. Bạn mua 5 tỷ bạn bán 6 tỷ bạn bảo lời 1 tỷ thế là ngon. Nhưng mà đôi khi là đấy là mới chỉ định giá bằng phương pháp chi phí, tức là giá mua của bạn là bao nhiêu thôi. Và đấy là cái sai lầm của rất là nhiều người. Đôi khi bạn cần phải định giá lại cái tài sản, đánh giá lại cái tài sản của mình. Đấy, nó có những cái ưu thế khác biệt. Và thay vì mua 10 đồng bán 13 đồng, thì nếu bạn tìm hiểu ra nhà mình có những cái rất là tuyệt vời, rất là khác biệt, thì bạn có thể bán nó 17, 18 đồng mà người ta vẫn mua. Đấy. Ok, nếu mình comment vào trong ô chat nhé, là sai lầm là định giá bằng chi phí. Rồi. Ok, nếu mình comment vào trong ô chat, bình luận vào trong ô chat, thì nhiều người đi đầu tư bất động sản là như thế. Đấy. Tôi ví dụ, nếu mà mua vào 50 tỷ, bán ra khoảng độ 70 tỷ, lời được 20 tỷ thì cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi cái ông mà mua vào 70 tỷ ấy,
ông lại bán ra được là 95 tỷ. Đấy. Thế thì tại sao lại lại bị bán hớ như thế? Bởi vì đôi khi là cảm thấy là 20 tỷ thế là đủ rồi. Ok, rồi một số anh em comment vào trong vô chat nha. Rồi. Thì tôi vừa ví dụ thôi, cái câu hỏi của bạn Long Nguyễn này thì rất là rộng, tức là khi kêu gọi góp vốn thì tôi vừa nói là đây là câu hỏi là góp vốn vào dự án hay là góp vốn vào công ty. Đấy. Rồi. Và cái thứ hai, nếu giả sử góp vốn vào công ty thì nó sẽ liên quan đến vấn đề định giá công ty. Đấy. Và có nhiều cái phương pháp định giá khác nhau, nhưng về cơ bản các bạn cũng có thể áp dụng giống như bất động sản, chúng ta cũng có so sánh. Đấy. Ví dụ như vừa nãy công ty khởi nghiệp đấy. Cái thứ hai là chi phí ngày xưa làm hết bao nhiêu, và cái thứ ba là dòng tiền. Đấy, thì phần này ôn bài lại cho một số anh em, kể cả làm với bất động sản cũng có thể dùng ba phương pháp định giá đấy. Dòng tiền là gì? Ví dụ như là cái bạn một bạn khởi nghiệp, bạn bảo là bây giờ công ty em mỗi một năm mỗi một tháng lời được 50 triệu, em mở một cái quán ăn ví dụ thế, mỗi tháng lời 50 triệu. Thế bây giờ có người đến mua lại cả cái quán ăn của em thì em tính tiền họ như bao nhiêu tiền? Rồi, tính tiền bao nhiêu tiền nào? Đấy, theo lớp mình tính tiền bao nhiêu tiền? 50 triệu một tháng. Rồi. Rồi, bao tiền? Thì tôi ví dụ ở đây, một số bạn thì bạn ấy sẽ tính là à thế lợi nhuận một năm. Đấy, lợi nhuận một năm là được 600 triệu đồng. Cái quán ăn đấy lợi nhuận một năm được 600 triệu đồng. Thì có ông chấp nhận ông giả cho ví dụ như là gấp 3 lần. Rồi, gấp 3 lần. Tức là ví dụ như là 1 tỷ 8 để mua lại cái quán ăn đấy. Cái tiền mà đã đầu tư ban đầu tính riêng, đấy chưa? Thế thì tại sao người ta đầu tư? Bởi vì người ta tính là à tôi bỏ vào 1 tỷ 8 thì sau 3 năm thì tôi sẽ hoàn vốn. Và trong cái ngành nhà hàng ăn uống thì ví dụ như là mỗi một ngành sẽ nó sẽ có một cái chỉ số pi riêng. Đấy, có ngành thì nhân 3, có ngành nhân 5, có ngành nhân 10. Đấy. Thì tôi ví dụ như là đầu tiên là người ta sẽ tính lợi nhuận một năm. Đấy, một năm. Thì ví dụ như câu chuyện vừa nãy của cái nhà hàng đấy, đấy là cái quán ăn đấy là 50 triệu một tháng, 600 triệu một năm, thì nhiều bạn đôi khi là bạn dựa vào cái chỉ số đó để bạn biết là à cái công ty của mình có thể bán được bao nhiêu tiền. Đấy. Rồi nếu mình comment vào trong vô chat đi đấy, là so sánh chi phí và dòng tiền đấy chứ ạ, thì có ba phương pháp định giá cơ bản hay được sử dụng đấy. So sánh chi phí và dòng tiền đấy. Thế thì hôm nay nói câu chuyện là một bạn có một công ty ấy, và bạn muốn định giá công ty và bán cái công ty của bạn ấy, thì khoảng bao nhiêu tiền? Rồi. Rồi, thế đấy là ví dụ thôi, đấy là ví dụ để cho các bạn dễ hình dung. Rồi. Nhưng mà thực ra thì mọi thứ đều là do thỏa thuận hết. Ông này ông ấy đòi tôi ví dụ như là cái ông mở quán ăn vừa đấy, ông đòi bảo là thế thì anh giả cho em tỷ 8 thì em bán. Tỷ 8 em bán. Ông khách ông bảo là không, tỷ 8 chả mua đâu, 900 triệu bán không? Thế thì ông khởi nghiệp này, ông mở cái quán ăn này, ông ấy lời được 50 triệu một tháng, ông bảo 900 à? Ok, em bán. Thế tại sao ông ấy bán? Ông ấy bán bởi vì là ông ấy nghĩ là ok thì bán xong rồi đi mở chỗ quán khác được, mình lại mở chỗ quán khác được. Đấy. Thế thì cái bài học ở đây là trong nhiều trường hợp một số bạn nên biết cái khái niệm là cái doanh nghiệp đôi khi là xây thì không phải để giữ, mà đôi khi là có xây để bán. Đấy. Mở một cái quán ăn, mở một cái nhà hàng, mở một cái quán karaoke, mở một cái nhà nghỉ. Cái nhà nghỉ này đôi khi mình chỉ là đi thuê thôi. Đấy. Thế nhưng mà nhiều bạn thì cứ nghĩ là mình sẽ vận hành nó mãi mà mình không có chiến lược kết thúc. Đấy. Bình thường khi đi gọi vốn ở các quỹ đầu tư ấy, thì người ta sẽ thường hỏi bạn là chúng tôi sẽ exit bằng cách nào? Chiến lược thoái vốn của chúng tôi là gì? Đấy. Khi nào thì chúng tôi ra được? Rồi. Ok, bao nhiêu bạn nắm bắt được cái ý tưởng này rồi thì hãy comment vào trong ô chat là ok hay là hay hay tuyệt vời. Rồi để tôi biết là bạn cũng đang nắm bắt được cái phần kiến thức này. Rồi. Rồi, và một số anh em ấy thì các bạn comment vào trong ô chat nhé, là doanh nghiệp xây để bán. Đấy nhá. Và nó có rất nhiều cái cách bán khác nhau, nó có thể là bán cổ phần, nó có thể là bán cả công ty, được chưa? Rồi, nó có thể là nhượng quyền. Đấy. Thì nhiều bạn tức là không có cái chiến lược kết thúc đấy, cho cái công ty của mình. Rồi, thì các bạn comment vào trong ô chat nhé, là xây để bán,
đấy nhé. Rồi xây để bán. Rồi như vậy cái sai lầm của nhiều người là họ có thể là họ giữ cái doanh nghiệp đó mãi. Rồi, rồi và vừa nãy chúng ta có nói về việc là định nếu mà tôi muốn tính tiền cái doanh nghiệp của mình được khoảng bao nhiêu tiền để tôi bán cái công ty đi. Đấy. Hay là tôi muốn tính cái bất động sản của mình thì tôi dùng phương pháp gì. Đấy. Thì đây là một vài lợi ý. Thế còn trường hợp này, câu hỏi của bạn Long Nguyễn này thì thực ra là nó chưa rõ ràng. Nên là kinh nghiệm cho những anh em tiếp theo ấy, là khi bạn đặt câu hỏi là bạn phải đặt câu hỏi rất là rõ ràng. Đấy chứ? Rồi. Thế nhiều anh em mà bạn đang khởi nghiệp, bạn đang làm doanh nghiệp thì bạn cũng phải có cái chiến lược kết thúc. Đấy. Tôi ví dụ như là cái tôi hay chia sẻ anh em học viên cái câu chuyện của cái công ty IDP sở hữu cái thương hiệu là sữa Ba Vì. Đấy. Thế thì những cái người sáng lập khi mà họ xây công ty được 9 năm đấy, thì họ quyết định bán công ty. Đấy, bán công ty thì bán công ty thì thu về mấy chục triệu đô. Đấy. Thì để làm gì, tại sao họ bán? Thì đơn giản thôi là họ nghỉ hưu. Đấy. Thì ví dụ như là có 2-3 người sáng lập với nhau thì bán đi thì thu về gần 1.000 tỷ thì chia nhau. Đấy, thì tôi chia sẻ với bạn ở đây là có cái tầm nhìn cho cái việc kinh doanh của mình. Đấy, đó.